chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với kênh YouTube của Memo Official. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiếm 50.000 cực kỳ đơn giản bằng cách tải cái ví Dodo Wallet này về nhé. Thì đây là một cái ví của Hàn Quốc. Đó, đây là một cái ví điện tử của Hàn Quốc. Bạn sẽ chọn cho mình cái nút cài đặt ở đây này. Rồi ok, bây giờ thì bạn sẽ chọn nút mở cho mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ chọn là English. Rồi ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình nút sign up này. Đầu tiên thì hãy nhập cho mình địa chỉ email của bạn. Rồi chọn confirm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn ở đây là Việt Nam nhé. Rồi ở đây thì bạn hãy tiến hành nhập cho mình cái số điện thoại của bạn nhé. Lưu ý là hãy nhập cho mình cả số 0 nữa. Số 0 của đầu tiên ấy. Đó, rồi chọn cho mình là Authentic này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi cái tin nhắn nó gửi về cái SMS của mình. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào đây cho mình nhé. Lưu ý rằng mật khẩu sẽ 8 ký tự và có một ký tự đặc biệt. Và chữ cái đầu là viết hoa. Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ chọn nút confirm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải nhập lại mật khẩu một lần nữa này. Rồi chọn cho mình nút confirm. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành tích đủ 4 cái dấu tích ở đây cho mình nhá. Rồi chọn sign up này. Đó. Rồi tiếp theo là cái phần referral code, thì mình cũng sẽ để cái phần mã giới thiệu của mình dưới phần mô tả của video này. Đó. Và các bạn lưu ý rằng các bạn nên nhập cái mã giới thiệu này nhé, bởi vì khi mà các bạn không nhập mã giới thiệu ấy thì các bạn sẽ không có được cái phần thưởng là 50k, tương đương với khoảng là 2,5 đô trên cái ví này. Ok, ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là cái select này, complete nhé. Ok, chọn close. Rồi đây sẽ chọn cho mình là Wallet. Đó. Mình đã nhận thành công là khoảng 2,5 đô, tương đương với khoảng là 50.000. Rồi ok, thì mình đã nhận thành công là khoảng 5 cái token DRE. Thì một cái token DRE này có giá khoảng là 0,5 đô nhá. Mình nhận được 5 token là tương đương với khoảng 2,5 đô. Thì hiện tại token này nó sẽ có thể copy địa chỉ gửi cho người khác. Bạn lưu ý rằng khi bạn chọn nút send là gửi ấy thì nó sẽ chưa thể gửi đi được, bởi vì cái token này hiện tại thì nó đây là một cái ví rất là mới, cho nên là chúng ta vẫn đang trong cái quá trình hoàn thiện, chúng ta chưa thể giao dịch được cái đồng này, cho nên là anh em hiện tại mới chỉ có thể tạo ví và nhận thưởng cũng như là tuyển web từ cái ví này thôi. Đó, bây giờ thì mình sẽ chọn setting này, my info. Rồi thì mình cũng sẽ để cái mã giới thiệu của mình dưới phần mô tả của video này để cho mọi người có thể nhập vào và nhận được cái token free của nó nhé. Rồi khi nào mà bán được cái token này ấy thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho tất cả mọi người có thể giao dịch được cái đồng DRE này. Ngoài ra thì nó cũng có một vài cái token khác như là Dogecoin này, ETH và USDT. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như bạn thích video thì đừng quên cho mình một like, một subscribe YouTube để mình có thể ra được nhiều video hay nữa. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.